Kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức nhé Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân xin một like nhé và một đăng ký kênh để kênh em có thể phát triển hơn để có thể phục vụ tới quý cô bác những mặt hàng tốt nhất và chất lượng nhất nhé Đấy, Để vào chương trình giới thiệu sản phẩm nay thì em xin giới thiệu với các bác đấy, mẫu sản phẩm bên em đó là áp chống giật nhé áp chống giật áp chống giật của Nhật Bản các bác nhé Đấy, Để đặt hàng thì các bác liên hệ với em Dân đây qua số hotline của em đây Đấy, số hotline trên màn hình đây. đấy. Đấy thì đầu tiên thì em xin giới thiệu với các bác mẫu Atomat của Nhật Bản nhé Đấy. mẫu Atomat thì em đây em xin đưa cho các bác hộp xem hộp mới này thông số kỹ thuật của nó này đây là một con A40A nhé các bác nhé một con A40A và đây là một con A30A này đây là vỏ hộp của 30A này đấy đấy một con 40A một con 30A nhé thông số của nó đấy như nói chung là nó cũng gần như là tương đương nhau nó khác mỗi là con 40A và con 30A nhé đấy hai con đấy, át của Nhật đấy, hàng này là hàng của Nhật Bản các bác nhé đấy à chống giật và chống chập chống quá tải. Đấy, em sẽ đặt con này xuống, em xin review luôn cho các bác này. Đấy. Đây con 40A này thì là đây, à, của nó là LCB. Đấy. lvk 32A -G, 2 pha 40A. Đấy, điện của Nhật nó là 2 pha nhé các bác nhá. AC 132 100 đến 230V, 30 MPA. Hàng Mỹ Din Van Đấy, đây em xin đi vào chi tiết này. Đây là con 40A này các bác này, nó là át này át chống giật chống chập và chống quá tải Đấy, con này thì các bác có thể gài vào trong tủ điện thoải mái nhé nó có có thanh gài át này các bác có thể gài vào trong tủ điện được này Đấy. đây và nút đây là test chống giật hàng này là hàng của Javan Đấy. rất là xịn sò luôn các thông số của nó 40A 30A như nhau có nhé Đấy, nó khác nhau cái thông số này nó khác nhau ở cái thông số có nhé và cái con 30A thì em đang bán với giá là 250.000 đồng con 40A thì bên em đang bán với giá là 280.000 đồng các bác nhé Đấy hai mức giá đấy Đấy là hai cái giá cho cái sản phẩm Atomat Chúng ta ừ. At này Thì nó rất là nhạy Em đã có một cái video em test thử cho các bác rồi Đấy thì các bác đặt hàng liên hệ với em Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là một mẫu át nữa của Hàn Quốc Ad này là con 40A của Hàn Quốc coi nhé Này 40A của Hàn Quốc đây Hộp vẫn mới toanh luôn Hàng cũng là hàng mới ừ. Đây dò dòng của nó cũng 30 MBA nhé 30MA Thương hiệu của nó là thương hiệu Hyundai Thương hiệu con này thương hiệu Hyundai nhé các bác nhé Thương hiệu Hyundai này ừ, Hàng này rất là xịn sò luôn Đấy, Đây con nát đây Đấy, Có Hyundai này Đấy, Con này cũng có thanh gà Ad nhé các bác nhé Con này cũng có thanh gà đây này Để các bác đấu và Ad vào tủ này Ngoài ra thì em đang có một số mẫu dòng áp to mát chống chập nữa nhé Con này Ad chống chập này Đấy, 40A, 30A 50A cũng có nhé Em có 3, 40A và 50A đấy thì con này thì là hàng mới chưa qua sử dụng các nhé hàng này là hàng chưa qua sử dụng đấy. hàng bãi nhưng mà chưa qua sử dụng luôn hàng còn mới toanh luôn lấy trong hộp lấy ra nhé hàng đảm bảo với các bác luôn hàng mới luôn đấy đây các bác đấu điện vào đây các bác đấu điện vào thì các bác chỉ cần đấu đây đấu vào l một và l hai nhé là lửa và nguội và lửa và nguội và hai l này còn n bỏ nhé n bỏ các bác giúp em lưu ý giúp em là n bỏ Đấy, còn đấu vào L1, L2 nhé. Át này, át 1 pha nhé. Chứ không phải át 3 pha đâu các bác nhé. Lưu ý giúp em nhé. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là mẫu át cóc này, Mẫu át cóc này Đấy, con này là con 20A. Át cóc 20A. Con này thì bên em đang bán với giá là... Uh, át này át chống giật. Bên em đang bán với giá là 90.000. Các bác lắp vào uh, tủ uh, bình nóng lạnh. Này. Đấy, lắp áp bình nóng lạnh này. Lắp át điều hòa này. Đấy, thì rất là thoải mái và hợp lý luôn con này có chống giật cho chúng ta Đấy. rất là nhạy Đấy. hàng thì bên em nói chung là bao cho các bác được Đấy, hàng này em bên em bao cho các bác chất lượng nhé Đấy, hàng rất là xịn sò luôn Đấy. át à, thì lúc nào em cũng có nhé có nhé át à, thì lúc nào em bên em cũng về cũng có sẵn sản phẩm cho các bác Đấy, nên là các bác cứ yên tâm nhé ừ. tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là một mẫu uh, kéo cắt vải nhé kéo cắt vải này đây mẫu kéo cắt vải các nhé này. con này là con kéo cắt vải là con này 12 inch các nhé 12 inch này 12 inch bên em đang bán với giá là 220 000 220 000 đồng nhé con kéo cắt vải 12 inch này Đấy. cắt thì rất là tuyệt vời luôn con này cắt vải thì rất là sướng luôn Đấy. bác nào làm may này mình có vợ làm may này Đấy. thì nên mua cho bà xã một cái này Đấy. tủ thì bên em vẫn còn nhé bên em chỉ còn 40a 50a và 70 60a 75a nhé có nhé Đấy, 40A, 50A, 65A và 70A Đấy À, thì các bác cái, cái riêng cái tủ này thì các bác phải, phải phải liên hệ trực tiếp thì để em có thể tư vấn uh, nó, nó 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 từng tủ một tại vì đây có những cái tủ có chờ này đấy có những cái tủ đây như cái tủ này thì nó lại không có chờ đấy thế nên là các bác uh, cứ liên hệ với em để có thể tư vấn trực tiếp cho nó dễ các bác nhé hàng thì uh, rất là xịn sò luôn đấy nên các bác yên tâm sử dụng đấy tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là đây ít cốc giữ nhiệt này. cốc ly giữ nhiệt này Đấy, cốc đi giữ nhật Đấy, bình giữ nhật Đấy, rất là xịn xò luôn Đây, bình những cháo này Đấy, bình đựng giữ nhật này Đấy. Cái bình này thì hôm nay có bác hỏi em thì chắc không đựng được một lạng trà Tại vì nó cũng hơi bé, độ sâu của nó là 10 gây. Đấy, nhưng mà các bác đựng cháo thì các bác cứ, em cứ cứ tính theo cái mức mua cháo ở, ở cháo, uh, cháo dinh dưỡng ấy thì là cái này chắc được tầm 10.000 10.000 cháo ở cái hộp này đấy, đựng được 10.000 cháo đấy còn uh, cái những cái bình này thì bình đựng nước này, có nắp đậy này đấy bình đựng nước này có nắp đậy có nhé đấy chúng ta có thể đậy nắp và uống xong cũng đậy nắp lại đấy đây mở ra uống xong rồi đậy nắp lại không nhé đấy và cái bình này thì bên em đang bán với giá là 120 000 đồng một bình này bình uh, cốc gọi là cái này gọi là cốc đi gọi là cốc ly ly cốc uống nước đấy còn uh, tiếp theo đây là cái loại bình lớn này để đựng đá này Đấy, đựng đá đựng nước nóng ở đây thoải mái đựng nước nóng thì không nóng ra ngoài các nhé và đựng đá thì không bị ra mồ hôi Đấy, bình này thì giá nó cao hơn một tí là 180.000 đồng Đúng. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là một dòng motor này Đấy, Để các bác về có thể chế cháo này Đấy, Tí nữa em sẽ chế cái quạt uh, lên sẽ chế cái quạt uh, uh, Chế cái quạt nhé con nhé này. Này, Em test thử cho bác xem này Rất là mạnh luôn Rất là mạnh luôn con nhé Tốc độ quay của nó thì tuyệt vời luôn Con này quay thì rất là tuyệt vời Đấy, và con này thì bên em đang bán với giá là 100 000 một con motor này. Đấy, 100 000 một con motor này mới nhé Đây có ở đây nó có vòng cán này. Vòng cán này. Ừ. Rất là xịn xò luôn, một con motor rất là khỏe. Ừ. Đấy, con này thì thực ra là, là 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 em nhập về bán đấy thôi, chứ còn em cũng không biết thông số của nó. Đấy, cũng không biết thông số của nó để mà mà mà, giới thiệu. Đấy. chỉ biết là con motor motor này như này. Đấy, Thực ra là cái này con này là em vào mua về vừa làm thế cái quạt làm cái quạt 12V ấy. Đấy, để chế cho bà để ở nhà lúc mất điện chúng ta có thể dùng ắc quy này này. Đấy. có các nghe tiếng chưa? Tiếng của nó rít rất mạnh. Đấy, kêu rất uh, gì rất êm này. Đấy. Mà tốc độ quay rất lớn nhé. Đấy. Con này thì về tốc độ quay phải mấy 12.000 vòng trên phút tầm đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là máy hàn thiếc nhé. Đến máy hàn thiếc này. Đấy, con máy hàn thiếc này thì bên em đang bán với giá là 150 000 con. Đấy. Ờ, các bác yêu cầu nhiều thì em mua thiếc lẻ ở ngoài đầu chợ nhé, ở ngoài đầu làng nhé, ở chợ ở bên em thôi. cái cái thiếc này thì thiếc là thiếc mua ở chợ ở hộ các bác thôi, nên là thiếc đẻo thôi. Đấy, còn con máy hàn thiếc này đây. Đấy, con này thì là 20V 80W này. Đấy, dùng điện được 220V mà con này công suất của nó là 80W các nhé. Đấy, con này thì bên em đang bán 150 000 đồng Đấy. Còn con này nữa, còn con đây. Còn con này là con uh con này là con 60 à, 200 điện 220 đấy, 60w 60w các bác nhé đấy. con này có thể có điều chỉnh được nhiệt độ các bác điều chỉnh nhiệt độ ở đây này đấy. con này thì em đang bán với giá là 200.000 đồng nhé 200.000 đồng đấy, các bác về các bác chỉ việc cắm điện vào sử dụng thôi đấy. rất là xịn sò luôn con này đấy. trong rất là đẹp luôn hàng thì tuyệt vời đấy. con này thì bên em đang bán với giá là 200.000 đồng các bác nhé 200.000 đồng thôi đấy tiếp theo thì em có một ít uh, uh, thú đựng uh, gạt tàn này đấy, và hàng này hàng siêu tầm có nhé và bình đựng trà này đấy, bình đựng trà tùng trúc cúc mai này đấy, bình đựng trà tùng cúc trúc cúc mai có nhé đấy, cái bình này thì bên em đang bán với giá là 300 000 đồng đấy, còn thú này thì uh, bên em đang bán với giá là uh, 230.000 ba đồng một con đấy, cốc và khổ đấy, đồng giá ừ. tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác đây là một cái đầu mũi khoan đầu mũi khoan đầu mũi bắn vít này Đấy, đây đầu đầu chuyển đổi này. Đầu chuyển đổi cho chúng ta này. Đấy, đầu chuyển đổi các bác nhé. Đấy, chúng ta có thể chuyển đổi để sang đầu 1 phần 2 để chúng ta bắn ốc này. Đây, lắp ốc này. Đấy, đầu bắn tôn này. Đầu, các đầu này. Đấy, thì một bộ này. Đây, một bộ như này. Một bộ như này thì bên em đang bán với giá là... Một bộ như này. Bên em đang bán với giá là 150.000 đồng nhé. Đây, 5 con này, 150.000 đồng. Đấy tiếp theo đây giới thiệu cho các bác đầu mũi đầu mũi titan này Đấy, đầu uh, lấy vít titan này Đấy. đầu này thì bên em đang bán với giá là 150.000 đồng một bộ này nhé Đấy, trong này có 2, 4, 2, 4, 6 đầu nhé 6 đầu này Đấy, mọi loại kích cỡ này đến 12 này Đấy, chúng ta có thể lấy gen gãy này Đấy, thì, uh, tạo gen này rất là xịn xò có nhé 180.000 đồng Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là mẫu đèn cảnh sát Nhật nhé. Mẫu đèn cảnh sát Nhật. Đây. Mẫu đèn cảnh sát Nhật. Đấy, con này thì là 12 chức năng. Đấy, trước em đang bán là 290 000 đồng nhé bây giờ thì vẫn 290 000 đồng nhưng bao ship. Nếu mà các bác lấy nhiều sản phẩm thì giá của nó sẽ là 270 000 nhé Đấy, thì em cứ nói giá là 270 000 luôn đi. 270 000 đồng mà chưa bao ship. Đấy, còn 290 000 là đã bao ship cho các bác rồi. Đấy. Con này thì có 12 chức năng thôi nhé. Đấy, có thạc và năng lượng mặt trời này hai miếng pin năng lượng mặt trời đây để các bác sạc vào năng lượng mặt trời này đấy đầu phá kính này đấy đầu này cắt uh, cắt dây này ví dụ như trong trường hợp này là chúng ta lái xe chúng ta bị đang bị gặp sự cố đấy mà nguy hiểm chúng ta có thể dùng cái đầu này để chúng ta phá kính này đấy đầu này chúng ta có thể cắt được dây an toàn này cắt dây đai an toàn ra này để chúng ta có thể thoát hiểm này đấy này nó còn có cái chế độ này các bác dí lì nút này đấy là nó chuyển là nó bắt đầu chế độ bật sáng này dí lì nút này là chế độ chuyển sang chế độ khác này dí lì nút nữa này đấy là chuyển sang chế độ cầu cứu s này đấy các bác uh, bật nhanh này đấy thì là nó sẽ chuyển chế độ trong cái vùng đấy 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 các bác muốn chuyển chế độ thì sang lại có lại dí lì này đấy đấy thì là có nhiều rất nhiều chế độ nhé các bác nhé đấy Con đèn pin rất là đa năng có cả la bàn để cho chúng ta định vị phương hướng này đấy đằng sau này chúng ta cũng có ổ đầu usb để chúng ta cắm sạc dự phòng những lúc cần thiết này đấy và một cái đầu sạc vào này Đấy, đây là cổng sạc vào này. Và một con đèn pin này thì bên em đang bán với giá là 270.000 đồng thôi nhé. 270.000 đồng thôi. Đấy. Giao dọ các thứ nhé. Em vẫn còn nhé. Đâu nhé. Giao thái này. Giao thái này. Giao thái gôn bồ này. Đấy. Đấy, giao thái gôn bồ mũi nhọn này. Giao thái Asaki này. Đấy, trong hộp tỏa rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Đấy. Thì các bác đặt hàng thì em dân nhé. Có số hotline của em là 0982. 834004 các bác nhé Các bác đừng quên cho em dân xin một nút like nhé Đừng quên cho em dân xin một nút like Đấy, Một nút đăng ký kênh các bác nhé Đấy. Kéo cắt ống nước này Kéo cắt ống nước này Rất là xịn xò luôn Đấy, Kéo cắt ống nước các bác nhé Đấy. Kéo này kéo cắt 63 nhé Bên em đang bán với giá là 250.000 đồng Kéo cắt 63 Đấy và còn rất nhiều sản phẩm nhé mẫu dao siêu tầm sản phẩm siêu tầm có nhé tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là mẫu dây điện này dây điện bãi này Đấy. dây điện bãi thì đây dây này là dây 2.0 này dây 2.0 đó nhé dây 2.0 không em có rất nhiều loại dây này, dây 2.0 này. Em thì video sau em sẽ lên mã có những video em không lên mã nhé, video sau em sẽ lên mã cho các bác nhé. Đấy, đồ nghề này. Đấy, bộ lê GT này. Bộ cờ GT, bộ uh, bộ GT uh, Ờ, từ 8 đến 32 nhé bộ 8 đến 32 này thì bên em đang bán với giá là 750.000 đồng đấy bộ ở 8 đến 24 này thì bán 650.000 đồng có nhé đây bộ GT đây của Mỹ hàng của Mỹ USA đấy, hàng rất là xịn luôn rất là chất lượng đấy các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân nhé có số hotline của em là 0982 834 004 có nhé đấy, rất nhiều đồ này ờ, bộ đầu khẩu này bộ đây bộ cà lê này rất nhiều đồ nhưng các bác như rất là nhiều đồ. Đấy. Thì à, em xin phép được dừng video này tại đây. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Đấy, hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.